trên đường mà Lý Hương đi đến bến Bình Đông thì có thấy được một cái quầy hàng mà bán bánh tét nè quý vị. Trời ơi, nhìn ngon kia nè. Đó, như chị giới thiệu là cái này là ngân ba rọi nè quý vị, là 100.000. Đòn này là hơn ký. Còn cái đòn này nè là coi như là nhân cá 50, đậu xanh thôi hoặc là đậu đen thôi, nhân chuối. Ờ, nhân mỡ này cũng có 50.000 thôi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay là ngày 27 Tết và như hồi nãy thì lúc chiều chiều khoảng 3 đến 4 giờ thì Lý Hương có live stream một cái trận mưa rất là lớn. Thì bây giờ là khoảng gần hơn 5 giờ chiều ngày 27 thì Lý Hương có muốn đi qua cái khu vực những cái khu vực bán hoa xem tình hình bà con buôn bán như thế nào sau cơn mưa rất là lớn kéo dài khoảng hơn 70 phút. Sài Gòn ngày 27 Tết Tân Sửu quý vị. Thì Lý Hương đang có mặt tại chợ Hòa Bình. Trên đây thì các tiểu thương đang dọn nè, những cái hàng bưởi nè, hàng bưởi cùng với lại là cái khóm nè, phía xa xa là xoài nè. Chợ chiều vào khoảng 5 giờ thì xin mời quý vị cùng với lại Lý Hương đi một vòng chợ chiều Hòa Bình nha, trước khi mà chúng mình sẽ đi qua bến Bình Đông xem tình hình chợ hoa bên Bình Đông như thế nào. Rồi xin mời quý vị đi một vòng với lại Lý Hương nha. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi một vòng chợ chiều nha quý vị nhé. Ở đây thì có một số những cái nhà đã dựng lên cái chữ và những giữ xe để quý vị có thể là tiện giữ xe để mà đi chợ Tết. Chanh không hạt là một ký 10.000 thôi, hạ giá rồi. Hạ giá rồi, trên bảng ghi là 12 mà bán có 10.000. Dưa hấu nè. Chạy lẹ đi. Rồi chúng ta sẽ quẹo xuống. Ở đây có những trái thơm để trưng mâm ngũ quả nè quý vị. Thơm. Bà con đi chợ mua trái dưa, trái đu đủ về chân Tết. Quý vị có thể thấy là đường rất là ướt ha. Mưa cực kỳ lớn, một cơn mưa trái mùa quá lớn luôn. Bây giờ thì này, bên các ông, các anh mà quét rác đường đang dọn dẹp chợ. Giờ khoảng hơn 5 giờ chợ Hòa Bình cũng không có đông lắm. Chợ Tết như thế này là quá vắng rồi. Mọi người bắt đầu đi lựa đồ này. Lý Hương sẽ quẹo bên tay phải nhé, rồi vòng lại. Đó, đây là chợ quần áo nè quý vị. Áo sỉ lẻ, đồ em bé 3 bộ 100.000. Lấy quần to, quần này. Quần này bán. Lấy quần bộ nữa thì lấy nè, lấy hàng này đẹp.
sau khi mà mưa là coi như là chợ rất là ẩm ướt, cộng với là lá là rụng rất là nhiều. Đó, mọi người đang là dọn dẹp lại. Nãy là Lý Hương livestream là khoảng 3 giờ cho đến 4 giờ hơn, gần 4 rưỡi. Đây là chợ Hòa Bình nha quý vị nhé. À, mọi người bắt đầu là bung. Mọi người bắt đầu bung ra, dọn hàng bán tiếp chợ chiều, chợ tối. Dưa hấu rồi quý vị. À, có những trái dưa khắc chữ nè. Xoài. Phía trước mặt quý vị là đường Trần Đạo. Xoài 45k một ký. Xoài cát Hòa Lộc. Này là quýt tắc. Rồi. Chúng ta sẽ quẹo lại. Đây, mọi người đi mua dưa, chọn dưa nè quý vị. Bánh tét, bưởi, bơm. Ồ, bên này có rất là nhiều những cái trái dưa mà được khắc chữ ha, rất là đẹp ha. Dưa chân Tết nè, phúc, lộc, thọ. Rồi mấy anh em đang này là khắc và có rắc kim tuyến lên nữa. Bưởi, xoài. Bánh trái. Rồi chúng ta đi qua khu chợ mua sắm đồ nha, áo sale 80k. Cái nè mọi người thường là đi xe xong rồi đứng rồi lựa luôn. Nên khi là cũng hơi bất tiện trong đường đi ha. Nói chung là cái con hẻm mà mình có thể chạy một chiếc qua một chiếc lại thôi. Lựa đồ đứng đó thì cũng hơi khó. Bưởi. Quýt 20.000 ký. Bông 10.000 bó. À, bây giờ mọi người mới bắt đầu là dọn dẹp nè, nãy là coi như là che đậy đồ à. Mới vừa xảy qua một trận mưa quá lớn, quá dài, quá dai trong cái dịp Tết. Quần jean thanh lý lửng 80k, 100k, dài 120, 150. Ra hồ lửa luôn. Đồ thanh lý khoảng 80.000. Đó, quý vị mua bông mà. Mua bông về chân Tết. Mua trái cây, rau củ quả, sọt sale 100.000 ba cái ha. Quá rẻ luôn. Dưa leo 5.000 ký, dưa
Dưa leo 5.000 kg. Kina mà sọt là 60, dài 120. Bây giờ là năm chắc là của đồ đồ bình dân lên ngôi, đồ xã, đồ sale cái gì vậy? Rồi, chúng ta qua cái khu vực mà bán chợ quần áo. Rồi, Lê Hương sẽ đi dọc qua phía bên đây luôn, ở phía bên đây cũng đông quá trời. Đông quá trời quý vị, khu vực bên đây là rau củ quả thịt. Ờ, khu vực bên đây còn trái cây nữa, khúc dưới đây nữa. Bưởi. Rồi, tiếp tục Lê Hương đi qua khu vực với bên đây ha, ở đây cũng có bán gà sống nữa nè. Đó, mọi người có thể mua về. Song song với những gà đã làm thịt sạch sẽ thì cũng có những chú gà trống nhốt nuôi. À, nhốt để coi như là bán sống luôn. Nhiều sọt, hến, rau củ quả, củ kiệu, dưa chua. Đó, mọi người thường là đi xe máy rất là tiện. Mọi người đi xe máy xong rồi mua luôn. Xách bọc mang về. Chợ Việt Nam tiện lợi, đồ tươi sống là vậy á. Thói quen này đã hình thành rất là lâu đời rồi quý vị. Ngày nào cũng đi mua đồ ăn xong rồi về còn phải chiên xào nấu nướng nữa. À, rất là nhiều cua ghẹ. Trời đã ẩm ướt rồi. Đi xuống chợ cá còn ẩm ướt hơn nữa. Rồi. Tiếp tục. Điền dọc chợ Hòa Bình ha, bao dọc một đường chợ Hòa Bình cho quý vị xem ha. Bây giờ tiếp tục Lê Hương sẽ đi ra bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt nè quý vị. Bên đây có khá là nhiều rác ha, nguyên một rất là nhiều xe rác. Rồi chúng mình sẽ đi thẳng qua bến Bình Đông và xem tình hình bên bến Bình Đông ra sao rồi. Quầy bán xuyên Tết nè, quán bán xuyên Tết, mùng 2 bán lại, nghỉ 30 với mùng 1. Mấy quán ốc dọc bến dọc đại lộ Võ Văn Kiệt. Nay thì Sài Gòn cũng còn rất là đông. Đợt Tết năm nay thì có nhiều người ở lại Sài Gòn không có về quê. Có những cái vùng mà ở Việt Nam là về quê phải cách ly 21 ngày. Rồi xong luôn cái Tết rồi. Đây hào nè. Hào nướng quá trời. Nên quý vị có thể thấy là con đường của chúng ta là mưa là ẩm ướt quá trời luôn ha. Bây giờ có lẽ là đi qua khu vực bến Bình Đông là rất là đông. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, 5 rưỡi rồi quý vị. Có những cụ bà ngồi bán hàng tăm bông, khẩu trang, dầu gió. Xong rồi có nhiều những quý cô ha, cũng không mua nhưng mà trực tiếp cho tiền luôn. Đường cũng còn rất là đông quý vị, nay là 27 Tết rồi. Đây là Lý Hương đang chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ quận 1 đi qua chợ Bình Đông, bến Hoa Bình Đông, bến Bình Đông.
Tết năm nay thì nhiều người ở lại Sài Gòn không có về quê. Đường xá còn đang rất là ẩm ướt, trời thì lạnh lạnh, y như là mình đi vô cái gọi là mùa mưa đó quý vị, chứ không phải là mùa Tết nữa. Những đồng bánh tét được treo lên bán dọc lề đường nè, ngay cầu đây là cầu Nguyễn Tri Phương, cầu mới quý vị. Rất nhiều đồng bánh tét. Treo lên bán. Đây quý vị ơi, trên đường mà Lý Hương đi đến bến Mình Đông thì có thấy được một cái quầy hàng mà bán bánh tét nè quý vị. Trời ơi nhìn ngon thôi chưa nè. Đó, như chị giới thiệu là cái này là nhân ba rọi nè quý vị, là 100 ngàn. Đòn này là hơn ký. Còn cái đòn này nè là coi như là nhân cá đậu xanh thôi, hoặc là đậu đen thôi. Nhân chuối. Nhân mỡ này cũng có 50 ngàn thôi. À, có thịt vô thì là 100. Còn ba rọi là mới 100. Còn mỡ là cũng có 50 ngàn thôi. À, 50 ngàn đòn nè. Đâu chị dơ lên cái đòn mà nó nguyên cho em coi nha. Nặng lắm nha quý vị. Đó, nguyên 100 luôn. Mọi người lại mua ủng hộ mình nha. Dạ. Rồi. Bán tới 30 Tết nha. Bán tới 30 Tết luôn. Chờ 30. Đứng ở đây bán từ sáng cho tới khi nào hết thôi hả? Không, tới chiều. Chiều thôi. Anh chị bán ngày là khoảng bao nhiêu đòn? Cỡ 100 mấy đòn. 100 mấy đòn. Mà ta mua nhiều thì mình bán nhiều miếng, mình mua 100 đòn. Ô, nhưng mà em thấy nguyên dạ. Đây bán nhiều chỗ chứ không phải chỗ này. Còn bán bên Đồng Nai nữa. À, rồi là bỏ mối cho người ta bán hả? Còn ai là cái người gói bánh này anh? Gói bánh hay này. Là lấy lại? Mình cũng lấy lại ở cái chủ thôi, nhưng mà chưa giờ á, lấy lại chỗ đó chưa giờ ở Long An. Ông này là ông mới làm mười mấy năm rồi, ông chỉ có gói bánh để đi bộ mối thôi. Dạ. Yeah. Là bố em gói trong dịp Tết hay sao vậy? Ông ngày thường cũng bán luôn. À. Ngày thường, nhưng ngày thường em đâu có thấy anh chị đây đâu đúng không? Không. Công nhân rồi là Tết không có về quê đi bán mướt. Ủa quê mình đâu? Về là phải cách ly 21 ngày đúng không? Vậy trong đây bán luôn hả? Vậy là nghỉ rồi hả? Chị nghỉ từ ngày mấy? Tức là đáng lẽ là đi ca mà nghỉ sớm nên là giờ là về bán luôn. Mà sao hay quá ha, sao không nghỉ cho khỏe đi, Tết không phải được tháng lương 13 chứ. Không, chị bán là tưởng thưởng rồi hả? À. Hồi bữa có căn rồi phải kiếm tiền. Mà anh chị bán cái này là chị mới Tết năm nay hay là mỗi Tết đều có bán rồi? Cái bánh này thì mỗi Tết có bán rồi, nhưng mà mình thì mới. À. Bánh này thì anh là mới Tết đầu tiên anh bán thôi. Dạ. Đúng rồi, mình thì bán đầu tiên nhưng mà người ta thì bán lâu rồi. Dạ. Cái chỗ mà tụi anh lấy á, là bán lâu rồi, còn anh là coi như rồi. Là lần đầu tiên. Đúng rồi, ta bán dạ. Mấy năm rồi. Đó, thì quý vị thấy không, cái đòn bánh tét á nó khoảng là 50 ngàn thôi. Nó có 3 loại nha. Loại là gọi là nhân đậu xanh nè, nhân đậu đen nè, với lại đậu xanh mà có mỡ. Còn nếu mà đậu xanh có ba rọi thịt vô là 100 ngàn một đòn. Nhưng mà cái bánh tét này thì mình ăn được khoảng, mình để được bao lâu anh chị? 3 ngày hả? Mình để trong tủ lạnh thì sao? Nó hơi cứng. Vậy nói chung là mình mua về mình để ở ngoài bình thường như vậy thì đòn bánh tét mình ăn được trong 3 ngày. Rồi anh chị định bán tới khi nào nghỉ? Chắc cỡ tiếng nữa à. À, là bán tới 30 Tết là nghỉ. Dạ đúng rồi. À. Rồi dạ, cảm ơn anh chị nha. Rồi bà con ai mà muốn mua bánh tét nha. Ờ, nhưng mà cái anh ở đây anh có biết là ảnh ở đâu không? Ảnh ở Sài Gòn hay là ảnh ở ở quê? Ảnh ở Cầu Sáng. Hả? Không, ở đang ngủ là cái ông cuối nha. Ờ. Long An. À Long An. À, thì cái bánh tét này là bánh tét Long An nha quý vị.
Đó, thì quý vị có thể là đến đây nè, Lý Hương đi ngang trên đường mà đi đến Bình Đông, bến Bình Đông nè, ngay cầu Nguyễn Tri Phương luôn. Đấy, hai anh chị là quê ở xa không có về, nên là coi như là bán bánh tét Tết nè quý vị, quá trời luôn. Với giá rất là hợp lý ha, 50 ngàn một đòn thôi, đòn hơn ký. Giá trên kênh gì vậy? Lý Hương TV. Lý Hương TV nha. Dạ. Có gì ủng hộ nha, ủng hộ kênh nhiều luôn nha. Dạ. Rồi, chào anh chị nha. Cảm ơn. Rồi, em đi.